qua ngày 29 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta rời Hà Nội lên đường sang New York tham dự hội nghị của các chủ tịch quốc hội trên thế giới lần thứ tư và thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới, ngài Saber Chaouri, Chủ tịch thường trực danh dự Thượng viện Mỹ, ngài Patrick Leahy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ngài John Boehner và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, Thượng nghị sĩ John McCain. Theo chương trình dự kiến, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Vào chiều tối ngày 30 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ tới New York bắt đầu tham dự hội nghị của các chủ tịch quốc hội trên thế giới lần thứ tư. Truyền hình Thông tấn sẽ đưa thông tin về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong các bản tin tiếp theo.